Đây anh em đang tưới nước chuẩn bị đây hai bộ sập thờ. Thịt ra cái mặt đấy. Vâng. Ừ. Phần là tưới tưới cho nó đẫm nước này. Vâng, đây là màu gỗ sau khi chúng tôi đã xong quá trình tẩy rút mổ nha quý vị. Gỗ nó sẽ nhạt màu như là nổi vân lên, sẽ nổi rõ vân gỗ hơn. Hai chiếc bàn cơm. Bên này hai chiếc sập mai điệu cũng hiện nhau luôn.